Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là một đơn phao bên em thiết kế làm đồ trực tiếp cho khách hàng nhé. Mẫu phao này là mẫu phao lồi này, dạng phao chữ C này, mình ốp để đồ trực tiếp nhé. Đây thì khách có đặt hai kích thước, một kích thước là bản 20 và một kích thước là bản 30 nhé. Đấy, các bác có thể nhìn này, em vì sao em quay video em không soi thẳng mà em soi nghiêng để các bác nhìn thấy những cái đường chỉ phao bên em làm rất là thẳng và chuẩn nhé. Đấy, làm rất là thẳng và chuẩn này. Bác có thể thấy này. Kể cả sau khi làm xong là bên em cắt này, rất là cẩn thận luôn. Phía đằng sau đều có nẹp sắt, khung sắt để các bác khi các bác đổ ra nó sẽ không bị biến dạng, không bị vênh nhá. Đây, đơn này thì làm cả một mẫu chân cột nữa. Chân cột tròn đấy. Các bác không thích khuôn có sẵn thì các bác có thể làm theo thiết kế này, bản vẽ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và rất là nhẵn mịn nhá. Đặc biệt là bên em làm xong đây, các bác có thể sờ khuôn rất là nhẵn mịn này, rất là nhẵn mịn, không có vết rỗ nhá. Đấy, đường cắt này rất là cẩn thận này. Đơn này thì bác này đặt khá nhiều. Và ưu điểm của phào composite là các bác có thể là làm ví dụ đây 1 mét hoặc 2 mét. Bác này thì bác làm 1m6. Theo khổ của nhà bác thì các bác có thể làm 1m rưỡi hoặc 2 mét trên một thanh, không phải nối từng khúc từng khúc từng khúc như phào ABS. Đấy, rất là tiện. Khi mà các bác đổ lên thì nó sẽ không có những cái vết nối nhiều, vết nối nhiều như hàng ABS nhá. Bác hãy lựa chọn nhá. Bác nào có thiết kế bản vẽ phào theo yêu cầu thì có thể kết nối với bên em để bên em gia công làm cho các bác ạ. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu khác bằng khuôn composite như con tiện cầu thang này. Đây là con trụ này, là con trụ cạnh nhá, trụ cạnh nhá, cao 90 nhá. Còn đây là con trụ chính này, trụ chính này, mẫu tròn nhá. Và đây là bộ trụ cầu thang, trụ biệt thự ạ. Vòm cửa này, các khuôn hoa văn nhà thờ nhá. Đây, đợt này em đang làm rất nhiều khuôn hoa văn nhà thờ đây rồi. Làm vừa là khách đặt này, vừa là mẫu cho khách này. Đấy, khuôn đấu thuận này, khuôn lá này, khuôn cánh này, rất là nhiều mẫu khuôn nhé. Bác nào có nhu cầu thì kết nối với bên em nhé. Vòm cửa này rất là nhẵn bóng luôn đấy. Bác có thể thấy này, vòm cực kỳ đẹp và nhẵn này. Đây nữa, đây là khuôn con tiện cầu thang nhé. Đấy, hàng rải la liệt từ ngoài cổng rải vào, các bác thấy không? Thế này mà các bác còn bảo là kho nhà em chẳng có mấy hàng thì không biết là sao nữa. Em không biết phải nói là sao, buồn lắm các bác ạ. Nhiều khi buồn lắm, các bác bảo là kho nhà em chả có mấy hàng. Nhưng mà hàng nhà em thì cả một cái kho, hai cái kho chứa không hết. Rải từ ngoài cổng rải vào, nhiều lúc chả có chỗ để. Nên là rất là bất tiện. Những cái hàng sắt như thế này bên em phải yêu cầu khách đặt cọc. Vì thế là hàng về đến đâu cho đi đến đấy. Chứ để dầm mưa này nhiều lúc nhìn xót ruột lắm các bác ạ. Cảm ơn các bác đã tương tác nhé.